Vậy là một mùa xuân đến, nắm tay nhau ta vượt qua khó khăn, tiến lên với ước mơ thật lớn, vươn xa hơn đi khắp Nam Châu. Anh ơi số về rồi, anh ơi số về, doanh thu tăng dần anh em cố gắng chung một vụ nữa lại về. 65 tỷ lợi nhuận tăng trưởng 62%, tương tác gần 3.000 thợ với các chương trình xây dựng hình ảnh, đào tạo thi công mình đi thôi, năm vui đang reo rắt gọi tham gia tại đây trong việc build thượng ngay được núi thành cao. Miền Bắc mới đó được thành lập chắc mắc 11 năm rồi, và đó mình về đích gần 1.000 tỷ, còn gì mà phải chờ đợi. Toàn thị trường hàng rất chạy, anh ơi cứ bán đủ ra thêm nữa đi, bán như ta chưa từng được bán, ngành thạch cao ta vững bước dẫn đầu. Mi Bank Riverside, Goldmark City and Park Hill, bán ra cho rất nhiều dự án, thành công nay tiếp ước mai sau. Anh em ơi, Hà Nội, Phú Thọ rồi Lào Cai, biết bao nhiêu đột phá cuối năm, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, nhiều tiềm năng tương lai sáng ngời. Nè anh ơi, dù cho công việc có gian lao, tận tâm làm tốt bao nhiêu công việc đã được bàn giao, một chuyện sẽ ổn thôi khi ta cùng nhau làm, bao nhiêu gian nan sóng gió khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười. Anh ơi, tuyệt vời mình dành lời yêu thương, team building đã cho ta nhiều cảm xúc thật khó quên, tiếp xúc mùa hè nào cùng hòa nhập đậm VTI, nên ta cứ sống vui đi, điều này là món quà, và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Rồi có những lúc sôi động hết mình và khoảng khắc chẳng thể quên, đã biến thành những cảm xúc động lại trong lòng chúng ta. Rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi, sống trọn vẹn vĩnh cửu không tiếc nuối. Từ hai vòng trái đất vách với khung ta đã bán ra, tâm ra hơn 15 triệu mét, vui đưa đi doanh số sẽ tăng. Nhiều nguồn lực lớn lắm, cái gen e-way internet, tiết kiệm hiệu quả thật lớn, nâng cao cung ứng ra thị trường. Oh oh. Anh em ơi lo chi ngày dài, chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, công ty đạt đến doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam. Anh ơi tương tác của mình 120.000 một số lớn lao, khoác vai anh em mình đi tiếp, trước mắt ta con đường vẫn đường còn dài. Là một mùa xuân đến, nắm tay nhau ta vượt qua khó khăn, tiến lên với ước mơ thật lớn, vươn xa hơn đi khắp Nam Châu. Toàn thị trường hàng rất tốt, anh ơi cứ bán đủ ra thêm nữa đi, bán như ta chưa từng được bán, ngành thạch cao ta vững bước dẫn đầu. Oh, vậy là một mùa xuân đến, nắm tay nhau ta vượt qua khó khăn, tiến lên với ước mơ thật lớn, vươn xa hơn đi khắp Nam Châu. Toàn thị trường hàng dần tốt, anh ơi cứ bán đâu ra thêm nữa đi, bán như ta chưa từng mong được bán, ngành thạch cao ta vững bước dẫn đầu. Oh oh. Cửa đây mở sẵn rồi tôi.